Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Do tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin thế giới trong bản tin trưa thứ 6 ngày 22 tháng 9. Và để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt-Mỹ khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Joe Biden đã đề cao hình mẫu cùng vượt qua quá khứ chiến tranh vì hòa bình và tương lai của Việt Mỹ khi phát biểu tại Liên hiệp quốc. Khoảng một tuần trước, tôi đã đứng ở bên kia đại cầu tại Việt Nam, trên mảnh đất từng đẫm máu chiến tranh. Tôi đã gặp một nhóm cựu binh Mỹ và Việt Nam, chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh, thật xúc động khi thấy biểu cảm của các cựu binh. Tổng thống Joe Biden ngày 19 tháng 9 phát biểu tại phiên khai mạc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York. Nhắc đến chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, trong nhiều thập kỷ, không ai tưởng tượng nổi có một ngày, Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta, Tổng thống Mỹ nói thêm. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tối ngày 19 tháng 9 đến New York để tham gia các phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc đây là hoạt động trong chuyến công tác tại Mỹ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 của Thủ tướng Việt Nam, diễn ra sau khi chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Trong bài phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam đã nêu các biện pháp hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, như củng cố tin cậy chính trị giữa lãnh đạo, coi hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư là động cơ vĩnh cửu, thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng Việt Nam cũng cho rằng hai nước phải sớm hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác mới như là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp tục hợp tác hiệu quả về quốc phòng và an ninh. Cựu tổng thống Donald Trump có thể đắc cử. Hơn 15.000 người ở bang Arizona đã đăng ký gia nhập đảng No Labels, là đảng thứ ba ở Arizona mang đến cơ hội cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 dù thấp hơn dân số của 40 thành phố lớn nhất ở tiểu bang Mỹ. Nhưng con số trên vẫn đủ để đảo ngược kết quả bầu cử của bang chiến địa như là Arizona, và điều này gây quan ngại cho những người muốn ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay lại Tòa Bạch Đốc trong cuộc bầu cử năm 2024. Vào năm 2020, Tổng thống Biden khi còn là ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng xích sao trước đối thủ Trump với khoảng 10.000 phiếu. Đảng No Labels thành lập năm 2010 và đến nay đã tiếp cận được các phòng phiếu ở Arizona và 10 tiểu bang khác. Phía lãnh đạo đảng cho biết đang mở đường đến 20 tiểu bang trong năm nay và toàn bộ 50 tiểu bang vào ngày bầu cử Mỹ năm 2024. Sự tồn tại đáng gồm của No Labels đang làm dấy lên quan ngại về khả năng ông Trump một lần nữa có thể đắc cử. Trong nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của No Labels ở bang chiến địa Arizona, Đảng Dân Chủ tại tiểu bang đã đâm đơn kiện yêu cầu ngăn chặn các ứng viên của No Labels xuất hiện trên phiếu bầu. Tuy nhiên đảng này đã thất bại trước tòa và sau đó phải từ bỏ vụ kiện. Giờ đây, đảng Dân Chủ đang tìm cách buộc No Labels công bố danh sách những nhà tài trợ vì cho rằng đảng này đang nhận được sự ủng hộ từ phe bảo thủ đảng Cộng Hòa trong nỗ lực ngăn chặn ông Biden đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại tòa Bà Đốc. Đến nay thì no labels từ chối chia sẻ cách thức vận hành chiến dịch tài chính của mình, khẳng định hoàn toàn tuân thủ luật lệ liên bang Mỹ trong việc bảo vệ bí mật của các nhà tài trợ. Tổng thống Joe Biden dự đoán là sẽ tái đấu với ông Trump trong bầu cử năm 2024. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với một nhóm nhà tài trợ rằng ông Donald Trump có thể sẽ là ứng viên giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Theo Bloomberg trong một sự kiện gây quỹ ở New York, Tổng thống Biden cho biết, cuộc đua vào tòa Bạch ốc năm 2024 cuối cùng có thể trở thành cuộc đối đầu giữa ông và cựu Tổng thống Donald Trump. Ông ấy có thể lại là người được đề cử, có vẻ như định mệnh của ông ấy là trở thành ứng cử viên một lần nữa. Tổng thống Joe Biden nói về khả năng ông Trump trở thành ứng viên giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong cuộc đua sơ bộ của đảng, cựu tổng thống Donald Trump hiện dẫn trước đáng kể so với các ứng viên khác. Theo kết quả thăm dò mới đây của Real Clear Politics, ông Trump dẫn trước 46% so với đối thủ tiếp theo là thống đốc bang Florida ông Ron DeSantis. Trong một thông điệp gửi tới những người ủng hộ ở New York ngày 19 tháng 9, tổng thống Joe Biden nhấn mạnh mọi người dân Hoa Kỳ yêu thích nền dân chủ nên cùng nhau tham gia cuộc bầu cử sắp tới để giúp ông giành được nhiệm kỳ thứ hai và cứu lấy nền dân chủ Hoa Kỳ. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Reuters và Ipsos thực hiện, vừa công bố vào ngày 13 tháng 9, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã tăng lên 42%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3 2023. Cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.029 người trưởng thành tại Hoa Kỳ diễn ra trong 3 ngày kết thúc vào ngày 10 tháng 9, với sai số 3 điểm phần trăm Kết quả cho thấy là mức độ tín nhiệm của những người ủng hộ đảng Dân Chủ dành cho Tổng thống Joe Biden ở mức cao đáng kể. Khoảng 80% số người tự nhận là thành viên đảng Dân Chủ bày tỏ ủng hộ các kết quả công việc của Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 1-2021. Trụ sở hạm đội biển đen của Nga bị Ukraine tập kích tên lửa. Giới chức Nga thông báo Ukraine đã tập kích tên lửa nhằm vào trụ sở hạm đội biển đen ở thành phố Sevastopol ở Crimea khiến cho tòa nhà bốc cháy. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 9 cho biết, tổ hợp phòng không Nga bắn hạ 5 tên lửa. Vụ tập kích khiến trụ sở hạm đội biển đen bị hư hại, một quân nhân mất tích. Bán đảo Crimea gần đây liên tục bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Nguồn tin Ukraine cho biết Hoạt động này là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Quân đội Ukraine ngày 21 tháng 9 cũng tuyên bố là tập kích căn cứ không quân của Nga tại thành phố Saki trên bán đảo Crimea. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, lực lượng nước này triển khai một loạt UAV áp đảo phòng không Nga. Sau đó, phóng tên lửa hành trình Neptune Ukraine có nguy cơ trả giá vì chọc giận Ba Lan. Tranh cãi với Ba Lan về ngũ cốc khiến cho Ukraine phải đối mặt với nguy cơ mất đi một đồng minh thân cận ở thời điểm mà họ cần mọi hỗ trợ có thể. Thủ tướng Ba Lan ông Mateusz Morawiecki ngày 20 tháng 9 tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tập trung xây dựng nền quốc phòng trong nước. Bộ ngoại giao Ba Lan trước đó triệu đại sứ Ukraine để phản đối phát biểu của Tổng thống Zelensky rằng về các yếu tố chính trị liên quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Kiev chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Ba Lan cuối tuần qua cho biết sẽ không tuân thủ quyết định của Liên minh châu Âu về việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với nhập khẩu nông sản Ukraine. Warsaw cho rằng lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ nông dân Ba Lan. Những người này phàn nàn là ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine đã làm suy yếu thị trường của họ. Không lâu sau đó thì cả Hungary và Slovakia cũng tiếp bước với Ba Lan. Đại diện thương mại của Ukraine là Tara Kakha hôm 18 tháng 9 cho rằng các biện pháp của Ba Lan sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hàng xuất khẩu của nước này. Ông đồng thời cảnh báo Ukraine có thể áp đặt biện pháp tương ứng như là cấm nhập khẩu trái cây, rau quả từ Ba Lan nếu Warsaw không dỡ bỏ lệnh cấm bổ sung. Ukraine cùng ngày khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới WTO vì hành động của Ba Lan, Hungary và Slovakia. Trong tất cả những cuộc tranh luận này, các quốc gia thành viên hiện tại của Liên minh châu Âu đều có nguy cơ hứng chịu những tổn thất nhất định về chính trị và kinh tế khi ủng hộ Ukraine. Ngũ cốc là bài kiểm tra đầu tiên, theo một quan chức của Liên minh châu Âu nói. Vương quốc Anh truy tố 5 người bị cáo buộc làm gián điệp Nga Cơ quan công tố hoàng gia CBS ngày 21 tháng 9 thông báo truy tố 3 người đàn ông và 2 phụ nữ quốc tịch Bulgaria sống tại London và Norfolk với cáo buộc là âm mưu thu thập thông tin cho kẻ thù nhằm gây hại tới lợi ích an ninh quốc gia. Từ tháng 8 2020 đến tháng 2 năm nay, cảnh sát đã khám xét nơi ở của ba nghi phạm và phát hiện giấy tờ tùy thân, hộ chiếu được cho là giả của Anh, Cộng hòa Czech, Croatia, Hy Lạp, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Slovenia. Năm người này cũng bị cáo buộc là hoạt động gián điệp ở Montenegro. Giới chức Anh không nêu rõ hoạt động gián điệp của những người này. Các nghi phạm từ 29 đến 45 tuổi sẽ trình diện tại tòa án Westminster ngày 26 tháng 9. Các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra và các nghi phạm đều có quyền được xét xử công bằng. Nick Price, là người đứng đầu bộ phận phòng chống tội phạm đặc biệt của CBS, cho biết Anh gần đây có những hành động cứng rắn hơn đối với các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là hoạt động gián điệp. Hồi tháng 7, London thông qua luật an ninh quốc gia tăng cường các biện pháp ngăn chặn những mối đe dọa này. Chính phủ Anh coi Nga là mối đe dọa an ninh lớn nhất Tình báo Anh năm ngoái cho hay hơn 400 người bị nghi là điệp viên nga đã bị trục xuất khỏi châu Âu, được coi là đòn giáng chiến lược lớn nhất nhắm vào năng lực tình báo của Moscow gần đây. Trung Quốc đang ngừng xuất khẩu hai kim loại hiếm theo liên minh nguyên liệu thô quan trọng. Trung Quốc sản xuất khoảng 80% gali và khoảng 60% gadmni của thế giới. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm 20 tháng 9 cho thấy. Nước này đã không xuất khẩu hai kim loại này trên thị trường quốc tế vào tháng trước, trong khi hồi tháng 7 thì Bắc Kinh đã xuất khẩu 5,15 tấn gali và 8,1 tấn sản phẩm Germany rèn ra thị trường quốc tế. Các nhà quan sát nhận định, Trung Quốc có thể đang trả đũa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại về tăng trưởng kinh tế khi cuộc chiến công nghệ leo thang. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang phải vật lộn với nhu cầu nội địa thấp và khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng. Vào tháng trước, xuất khẩu của Trung Quốc đã chứng kiến mức giảm lớn nhất trong hơn 3 năm, gián đoạn mới vào quá trình phục hồi đang chững lại của nước này. Theo giới chuyên gia, biện pháp hạn chế xuất khẩu là con dao hai lưỡi, có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Quốc và đẩy nhanh quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi nước này. Trước đó, Bắc Kinh cho hay hai nguyên tố đất hiếm đặc biệt này được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm bao gồm chip máy tính và pin mặt trời, sẽ phải chịu kiểm soát xuất khẩu để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, các nhà xuất khẩu sẽ phải xin giấy phép đặc biệt để vận chuyển hai sản phẩm này ra khỏi Trung Quốc. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ sản xuất chip tiên tiến đang ngày càng nóng lên. Vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấm các công ty Trung Quốc mua chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip mà không có giấy phép. Bộ Y tế Israel mới đây thông báo nước này sẽ sớm khởi động lại việc tiêm vaccine phòng các dòng phụ mới của Omicron, một biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bộ Y tế Israel khuyến nghị tất cả người dân nên đi tiêm vaccine phòng các biến thể phụ mới của Omicron, đặc biệt là những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch. Theo bộ trên, thì những người trên 12 tuổi và trẻ có nguy cơ sẽ được tiêm chủng trước tiên, các nhóm dân số khác sẽ được tiêm trong giai đoạn 2 sau khi nước này tiếp nhận thêm vaccine. Đức đang cảnh báo nguy cơ khủng hoảng về chăm sóc y tế do thiếu nhân viên. Theo Hiệp hội Bác sĩ Đa khoa Đức, gần 5.000 vị trí bác sĩ đang bị bỏ trống. Trong khi đó, tỷ lệ bác sĩ đa khoa trên 60 tuổi chiếm hơn 35% và con số này đang tiếp tục tăng lên. Do đó, các cơ sở y tế Đức có thể buộc phải từ chối những trường hợp không khẩn cấp để tập trung công tác tiêm chủng và điều trị các ca mắc bệnh truyền nhiễm khi thời tiết vào mùa thu. Phó chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội bác sĩ đa khoa Đức, giáo sư, bác sĩ Nicola Berlinger Goffart cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhân sự trong ngành y đã lên đến đỉnh điểm và chỉ được bù đắp bằng việc lực lượng y bác sĩ phải liên tục tăng ca. Tuy nhiên, nhiều cơ sở y tế không còn khả năng bù đắp cho sự thiếu hụt này khi các nhân viên y tế bị kiệt sức do làm việc dài ngày, nghỉ hưu ở tuổi 70 và có thời gian tiếp xúc với bệnh nhân ngày càng nhiều. Điều này đã gây áp lực quá tải lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, Liên đoàn Bệnh viện Đức đã tổ chức cuộc biểu tình kéo dài một ngày trên toàn quốc để phản đối việc đóng cửa bệnh viện cũng như tình trạng gián đoạn nguồn cung thuốc cho bệnh nhân. Họ kêu gọi chính phủ Đức có biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh lạm phát tăng cao, cũng như cấp tài chính công bằng để giải quyết tình trạng khó khăn kinh tế mà các bệnh viện đang phải đối mặt. Hơn 50 cơ sở y tế đã nộp đơn xin phá sản trong nửa đầu năm nay. Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết, nước này buộc phải đóng cửa một số bệnh viện, đặc biệt ở các thành phố lớn. Ông nhấn mạnh, tầm quan trọng của kế hoạch cải tổ bệnh viện ở Đức qua đó xác định các bệnh viện được ưu tiên nhận trước khoản tiền hỗ trợ để cung cấp những phương pháp điều trị nhất định. Giá dầu thế giới đã giảm bất chấp lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11 2023 giảm 23 cent Mỹ xuống còn 93,30 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm 3 cent Mỹ xuống 89,63 đô la Mỹ một thùng. Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều dao động lên xuống khoảng 1 đô la Mỹ trước đó trong phiên 21 tháng 9. Chính phủ Nga ngày 21 tháng 9 thông báo là tạm thời cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Thông báo này sẽ buộc những người mua nhiên liệu của Nga phải mua nhiên liệu ở nơi khác khiến giá dầu sưởi tương lai tăng gần 5% trong phiên 21 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất nhưng nhấn mạnh lập trường của mình dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa lên mức 5,5 đến 5,75% vào cuối năm nay. Điều đó có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu nói chung. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 2023, khiến cho dầu và các hàng hóa khác trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng vào tuần trước trong ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Anh cũng nối gót Fed đã giữ nguyên lãi suất sau một thời gian dài tăng lãi suất, nhưng cho biết họ không coi việc lạm phát giảm gần đây là điều hiển nhiên. Giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung thắt chặt trên toàn cầu khi bước vào quý tư của 2023. Lượng hàng dự trữ tại Cushing, trung tâm phân phối WTI đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 2022 khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, duy trì cắt giảm sản lượng. thị trường căn hộ của Thái Lan tiếp tục hút người mua nước ngoài. Số lượng chuyển nhượng căn hộ của người nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 đạt 7.338 căn, trị giá 35,2 tỷ baht, tăng lần lượt 65,6% và 57,8%. Trong khi số lượng người dân Thái Lan mua căn hộ trong nước chậm lại, thì nhu cầu nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, chiếm 24,6% tổng giá trị chuyển nhượng trên toàn quốc. Trong nửa đầu năm 2023, tăng từ mức 20,5% của năm ngoái, dẫn đầu là khách hàng Trung Quốc. Về khách mua thì người Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách với 3.488 căn, tiếp theo là Nga 702 căn, Mỹ 293 căn, Pháp thì 269 căn, Vương quốc Anh 260 căn, trong khi người mua từ Myanmar đứng ở vị trí thứ 8 với 182 căn. Tỉnh John giữ vị trí dẫn đầu về số lượng chuyển nhượng căn hộ cho người nước ngoài lớn nhất, lần đầu tiên vượt thủ đô Bangkok. Tính theo đơn giá thì loại căn hộ phổ biến nhất được chuyển nhượng là những căn có giá dưới 3 triệu bát với 1.586 căn chiếm 44,5%. Trong khi đó, diện tích căn hộ được ưa chuộng nhất là 31 đến 60 m2 hoặc là 1 đến 2 phòng ngủ với 1.909 căn chiếm 53,6%. Thái Lan, Singapore, Việt Nam đã cháy hàng iPhone 15 Pro Max. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 9, nhân viên Apple Store tại Thái Lan, Singapore đã thông báo hết iPhone 15 Pro Max, trong khi model này cháy hàng trên các cửa hàng trực tuyến của Việt Nam. Sáng 22 tháng 9, các cửa hàng Apple Store tại Thái Lan, Singapore đồng loạt mở bán iPhone 15 series từ 8 giờ sáng, dòng người xếp hàng từ sớm bắt đầu được nhân viên tại đây chia theo đợt. Mỗi lượt khoảng 10 người được vào cửa hàng mua trực tiếp. Nhưng chưa đầy 20 phút sau đó thì nhân viên cửa hàng cho biết là iPhone 15 Pro Max đã hết hàng. Nhân viên Apple Store tại trung tâm thương mại iconism của Thái Lan cho biết sẽ ưu tiên những người có mã đặt trước, không phải xếp hàng sau vài lượt khách đầu tiên. Mỗi người chỉ được mua tối đa là hai máy và đều nhanh chóng rời khỏi khu vực bán máy. Tại Apple Store trên đường Orchard của Singapore, việc mở đặt trước cho khách xếp hàng được tiến hành từ khoảng 5 giờ sáng nhưng số lượng rất hạn chế và cũng nhanh chóng hết hàng. Cùng ngày Singapore, Thái Lan mở bán iPhone 15 series nhưng Việt Nam mở đặt trước trực tuyến từ 0 giờ ngày 22 tháng 9 và phải đến ngày 29 tháng 9 thì mới chính thức bàn giao máy. Tuy nhiên iPhone 15 Pro Max cũng nhanh chóng cháy hàng chỉ sau ít phút. Năm nay iPhone 15 và 15 Plus được nhiều người quan tâm hơn các model tiền nhiệm ở những năm trước do sự xuất hiện của các màu mới như là vàng chanh, xanh bạc hà và hồng phấn. Ủy ban Oscar của Pháp bất ngờ chọn bộ phim The Taste of Things của Trần Anh Hùng dự giải Oscar thay vì phim đoạt cành cỏ vàng là Anatomy of the Fall. Trang Variety đánh giá đây là một diễn biến bất ngờ. The Taste of Things Tên trước đó là The Port of View đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes cho Trần Anh Hùng, nhà làm phim người Pháp gốc Việt. Với sự tham gia của cặp minh tinh tài tử Juliette Binoche và Benoît McGamill, bộ phim đã được IFC Films và Sabin Studios phát hành. The Taste of Things là một bộ phim cổ trang của Pháp lấy bối cảnh năm 1885. Phim kể về cuộc đời của Dodin Poffin do Mackinmo thủ diễn một chuyên gia ẩm thực xuất sắc ông sống với đầu bếp riêng là người tình eugenie thủ diễn bởi Binot trong hơn hai thập kỷ họ yêu nhau đầy lãng mạn và tạo ra những món ăn ngon gây ấn tượng ngay cả với những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới khi eugenie ngại ngần kết hôn với dodin anh quyết định làm một việc trước đây anh chưa từng làm đó là nấu ăn cho cô đại diện pháp để dự giải oscar the taste of things sẽ phải đối đầu với những ứng viên mạnh như là the teacher's lounge của đức Fallen Leaves của Phần Lan. Ngoài ra còn có The Zone of Interest của Anh, Io Capitano của Ý, Society of the Snow của Tây Ban Nha. Phim do Goldman đồng sản xuất và đã được phát hành trên thị trường quốc tế. The Taste of Things sẽ ra rạp ở Pháp vào ngày 11 tháng 11. Pháp chưa từng đoạt giải Oscar cho phim quốc tế hay nhất kể từ Indochine, bộ phim về Việt Nam của Regis Warner năm 1993 khi đó giải này mang tên phim nổi tiếng nước ngoài hay nhất. Một nữ Việt kiều Mỹ đã thuê côn đồ đập phá xe hơi ở Đà Nẵng. Báo Thanh Niên hôm 21 tháng 9 dẫn tin từ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Văn Sinh Nhật, 48 tuổi, ở quận Sơn Trà và Nguyễn Quang Nam, 28 tuổi, ở quận Cẩm Lệ để điều tra về tội cố ý hủy hoại tài sản. Trước đó khoảng 9 giờ 30 phút sáng 17 tháng 9, chị DTL, 29 tuổi, ở quận Sơn Trà đến công an phường Nại Hiên Đông trình báo về việc chiếc xe hơi Toyota Corolla Cross màu xanh đậu trên vỉa hè của gia đình đã bị xịt sơn đen, trắng, toàn thân xe, nhiều kính trắng gió đã bị đập vỡ. Sau khi điều tra thì công an quận Sơn Trà đã mời Lê Văn Sinh Nhật và Nguyễn Quang Nam về đồn làm việc. Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận hôm 9 tháng 9, ông Nhật nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ chị họ là Việt Kiều tên Nguyệt, chưa rõ nhân thân và lai lịch, kể việc mình mâu thuẫn với chị An Lờ nên nhờ ông Nhật đập phá xe hơi để trả thù. Chiều 16 tháng 9, ông Nhật ra chợ mua hai bình sơn xịt, rồi gọi cho ông Nguyễn Quang Nam qua nhà ăn tối và hẹn nhau đi đập phá xe thì Nam đồng ý. Khoảng 2 giờ khuya 17 tháng 9, Nhật chở Nam đến ngã ba Hồ Sĩ Tân và Hoa Lư cùng nhau dùng sơn xịt xung quanh thân chiếc xe hơi của chị An Lờ. Sau đó ông Nhật về nhà gọi điện qua Messenger báo cho bà Nguyệt biết là đã làm, nhưng bà này không bằng lòng, chỉ mỗi việc xịt sơn mà yêu cầu phải đập phá xe. Đồng thời bà Nguyệt tăng thù lao lên 10 triệu đồng, tức là 411 đô la Mỹ mỗi một người cho Nhật và Nam nếu làm đúng ý. Cả hai sau đó đã quay lại chỗ chiếc xe hơi, tiếp tục cầm búa đập vỡ các kính chắn gió phía sau, kính lái và kính hai bên cửa xe. Sáng cùng ngày bà Nguyệt cho số điện thoại của người thân và báo ông Nhật đến nhận trước 10 triệu đồng ông Nhật chia một nửa số tiền cho Nam. Tin cho biết là Nhật có 6 tiền án và 2 tiền sự về nhiều tội danh khác nhau, còn Nam thì có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy. Bị tòa án quận Hải Châu xử phạt đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng. Siêu trăng cuối cùng của năm 2023 sẽ diễn ra ngày 29 tháng 9, mang tên là trăng thu hoạch. Đây là lần trăng tròn diễn ra gần nhất với ngày đầu tiên của mùa thu, Siêu trăng là trăng tròn có thể lớn hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với mặt trăng mờ nhất trong năm. Bởi vì khi có siêu trăng thì mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo gọi là cận điểm Perigee theo NASA. Không phải siêu trăng lớn nhất năm, danh hiệu này thuộc về siêu trăng xanh hồi tháng 8. Siêu trăng ngày 29 tháng 9 tới đây vẫn sẽ lớn hơn mức trung bình. Khác biệt giữa trăng tròn lần này và siêu trăng tháng 8 chỉ là 4.370 km, vì vậy nó sẽ rất gần với mức 14% và 30% của lần trăng tròn lớn nhất năm. Khoa học gia Noah Petro của dự án tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng tại NASA cho biết, vì diễn ra vào khoảng thời gian mà nông dân ở Bắc Bán Cầu sẵn sàng thu hoạch mùa màng, do đó siêu trăng vào ngày 29 tháng 9 được gọi là trăng thu hoạch. Dù không gần hay là sáng như là siêu trăng tháng 8, nó có thể mang màu vàng đậm, cam hoặc là đỏ, đặc biệt là khi mới mọc lên từ đường chân trời khoa học gia Noah Petro cho biết mặt trăng chỉ thay đổi màu sắc khi mọc hoặc là lặn ở đường chân trời hoặc trong thời gian diễn ra nguyệt thực lý do cũng tương tự như với hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn màu đỏ khí quyển trái đất tán xạ ánh sáng ngoại trừ màu đỏ hoặc là cam ông Petro giải thích màu sắc và độ sáng của mặt trăng cũng có thể thay đổi bởi các yếu tố khí quyển như mây khói và bụi mặt trăng mọc là thời điểm tốt nhất để quan sát kích thước lớn của siêu trăng khi mặt trăng ở gần đường chân trời, những vật thể ở tiền cảnh như là cây cối, tảng đá có thể mang đến cảm nhận rõ ràng về độ lớn. Như vậy, mặt trăng trông lớn nhất vào thời điểm này, theo NASA. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, kiểm soát huyết áp cao bằng 3 loại thảo mộc có sẵn trong nhà bếp. Huyết áp cao hay là tăng huyết áp được thể hiện ở những người có huyết áp trên 140 trên 90 mmHg. Bệnh huyết áp cao rất nguy hiểm, có thể gây ra các vấn đề về tim, đột quỵ và suy thận. Huyết áp cao không có bất kỳ triệu chứng nào, do đó để kiểm soát căn bệnh này thì bạn nên tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập thể dục thường xuyên. Có một cách khác để hạ huyết áp, đó là nhờ vào các loại thảo mộc có sẵn. Sau đây là những loại thảo dược đã được chứng minh là giúp giải quyết vấn đề huyết áp một cách hiệu quả. Thứ nhất là húng quế. Húng quế ngọt chứa eugenol, một chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, giúp giảm huyết áp, bằng cách đóng vai trò như một chất ngăn chặn canxi tự nhiên. Về cơ bản, nó ngăn cản sự di chuyển của canxi vào tim, giúp các mạch máu thư giãn. Thứ hai là ngò tây. Loại thảo dược này phổ biến trong ẩm thực Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Ngoài việc tăng thêm hương vị cho thực phẩm thì nó còn chứa các hợp chất khác như là vitamin C và carotenoid có thể giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa carotenoid làm giảm huyết áp và cholesterol LDL có hại là nguyên nhân lớn gây ra bệnh tim. Thứ ba là tỏi. Tỏi có chứa một số hợp chất lưu huỳnh, chẳng hạn như là allicin, giúp tăng lưu lượng máu và thư giãn mạch máu. Loại thảo mộc này dễ dàng tìm thấy trong bếp của mọi gia đình, không chỉ là gia vị mà nó còn có tác dụng hạ huyết áp. Tỏi có chứa một số hợp chất lưu huỳnh, chẳng hạn như là allicin, giúp tăng lưu lượng máu và thư giãn mạch máu vì những lý do này tỏi làm giảm huyết áp. Một đánh giá của 12 nghiên cứu về huyết áp cao cho thấy dùng tỏi giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương trung bình lần lượt là 8,3mmHg và 5,5mmHg. Có một nghiên cứu kéo dài 24 tuần khác được thực hiện trên 30 người và phát hiện ra rằng 600 đến 1.500 mg chiết xuất tỏi cũng có hiệu quả hạ huyết áp tương đương với thuốc atenolol. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một thứ sáu an lành và một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hoàng Anh xin chào tạm biệt.